thưa các nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa Huế, xin phép cho bắt đầu cái cuộc tọa đàm hôm nay. Thì được kể thì thay mặt cho ban tổ chức của buổi tọa đàm thì là chính thức là cảm ơn sự quan tâm cũng như là cái việc thu xếp thời gian để đến tham dự cùng với hội đồng để tổ chức buổi tọa đàm hôm nay. Thì là như quý nhà nghiên cứu cũng đã biết thì ngày 19 tháng 4 thì Bảo Việt Trẻ đã có đăng một cái bài về cái việc là Bộ Văn hóa và Du lịch là công nhận miếu An Sơn và dự lễ dỗ và cử tri Hoàng Thị Yến là một cái di sản phi vật thể mà cấp quốc gia. Thì cái điều này thì cũng gây ra một cái sự băn khoăn như bà bảo nói. Tuy nhiên về phía góc độ của dân tộc, thì nó đã tạo nên một cái sự phải nói là rất bức xúc của bà con trong dòng họ. Bởi vì nó đã đụng chạm đến cái cuộc đời của tiểu sử Hoàng đế Gia Long là một trong những vị khai sáng ra nhà Nguyễn và Vương triều Nguyễn. Thì mục đích của cái buổi hôm nay là để làm rõ những cái cơ sở làm sao để mà tránh được những cái việc gán ghép mang tính lịch sử mà không có cơ sở trong mặt lịch sử những văn hóa, để từ đó hội đồng sẽ có kiến nghị lên Bộ Văn hóa để làm sao cho dù là một cái sự công nhận đi nữa thì nó vẫn có là cái cơ sở khoa học một cách là khách quan vững chãi về mặt lịch sử. Thì đến dự cái tọa đàm hôm nay thì có phép tôi xin giới thiệu xin giới thiệu là nhà nghiên cứu Trần Đại Hưng, là xin giới thiệu là thạc sĩ Nguyễn Quang Trung Tiến là nhà nghiên cứu lịch sử, phó sư tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng, nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Xuân Hoa, phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Bán nguyên là chủ tịch hội khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế và hiện là đang phó chủ tịch hội khoa học lịch sử Việt Nam, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn Nguyễn Quang Hà và cô nhân tức là cô Tuân. Ngoài ra là cũng có cái đại diện của báo Việt Đạt, đấy là nhà báo Minh Từ và nhà báo Nhật Linh đến tham dự. Có thêm một cái vị khách đặc biệt nữa là tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiền là từ viện Hà Nội, xin anh giới thiệu người chắc là sáng nhất sẽ đến tham dự buổi hôm nay. Riêng bên phía Hội đồng thì anh xin cùng giới thiệu sơ qua để các vị khách biết. Trước mà hết là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Bùi Nam là chủ tịch Hội đồng. Thứ hai là mời Nguyễn Phượng Quỳnh Dung là phụ trách về vấn đề giá phải của Hội đồng. Mời Tố Thô thế nhưng là phó chủ tịch phụ trách về vấn đề hiệu sinh của Hội đồng người khuyết tật. Và một trong những cái người sức là quan trọng hôm nay chính là mẹ Bùi Tô, là người đã sắp xếp tất cả các cái công việc logistics để có cái buổi mùa hôm nay. Xin lỗi, có thêm một cái nhân vật nữa là luật sư Cổng Thất Nhân Tướng là tức là phụ trách về bản pháp lý của Hội đồng Việt Nam. Cùng một lần nữa là xin giới thiệu là phó sư tiến sĩ Phạm Tiến Nga là nằm trong ban văn hóa di sản của Hội đồng Việt Nam. Cho phép anh xin giới thiệu thêm một cái vị khách để nói nữa là phó sư tiến sĩ Đăng Văn Tiên qua lịch sử của đại học sư phạm. Đấy là công việc của họ tộc, nhưng gắn với công việc họ tộc thì cũng là công việc của quốc gia. Thì đấy cũng mong tất cả nhà nghiên cứu cũng như cùng để giúp các hội đồng để có cái kỷ niệm thật khách quan, chính đáng
và để bảo vệ cái sự cộng sản của các cái sự kiện lịch sử và tránh những cái hệ lụy sau này nữa. Để cho cái buổi tọa đàm được bắt đầu thì là được kể em xin giới thiệu cái chủ tâm học, được kể là xin giới thiệu là thay người của Bùn Nam là chủ tịch hội đồng nghệ thuật Việt Nam, xin mời phó sĩ tiến sĩ Đỗ Ba và đồng thời là mời nhà nghiên cứu Trần Nhật Vinh cùng tham gia buổi tọa đàm để buổi hôm nay để được diễn ra một cách tốt đẹp. Xin mời quý vì đến ban buổi tọa để làm việc. Chuyện tôi nói tôi xin hỏi thêm tí, phó giáo sư Đỗ Ba là hiện nay là phó chủ tịch. Phó chủ tịch của hội khoa học nghiên cứu khoa học lịch sử Việt Nam, nguyên là chủ tịch hội khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế. Còn nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh là nguyên chủ tịch hội văn hóa dân gian tỉnh Bình Trị Thiên. Cho nên đây là có sự kết hợp giữa lịch sử và văn hóa. Còn với chúng tôi là về phía bên hội đồng tập thì xin giới thiệu với chủ tọa như vậy. Thế để bắt đầu buổi tọa đàm hôm nay thì kính giới thiệu với quý nhà nghiên cứu là phó sư tiến sĩ Nguyễn Tú Bùn Nam sẽ có đôi lời mở đầu cho buổi tọa đàm. Xin mời thầy. Kính thưa chủ tịch đoàn, kính thưa toàn thể quý nhà nghiên cứu, các nhà văn, các bậc trí thức của Huế đến dự tọa đàm hôm nay. Thì hôm nay hội đồng nghệ thuật tập Việt Nam vô cùng vinh hạnh cùng phù hợp để mà tổ chức tọa đàm mà có cái nhân đề như thế là án sơ yếu và bà phi yếu cũng đạo vấn đề từ truyền thuyết đến hồ sơ di sản. Thì đây là một cái vấn đề mà có thể nói rằng là nó gây ra sự băn khoăn cho việc nghiên cứu sự cũng như văn hóa, nó có một cái phần mà tạo nên cái sự bức xúc về phía bên dòng họ, nhưng nó bùng trào đến một cái nhân vật lịch sử đó là Hoàng đế Gia Long Nguyễn Ánh, người ta sinh ra Vương Triều Nguyễn, và gắn với cái nhân cách mà trong cái truyền thuyết này đề cập đến là gần như là vô đêm một vị hoàng đế mà đã gọi là đầy vờ mình vào quân đảo người tàn nhận ý con có cái đề cao cái bao phí hiểm cũng là phí thật cũng có thật trở thành người đàn bà thiết hẳn rồi hung trinh đó. Vì tán ngắn này cuối cùng là bị chết và tạo ra một cái lễ hội mình như vậy nó có cái nguy tàu gặp người tốt ta gia có đưa cái cài lên trời nó đang ở lại tìm lời đặt tay tạo ra dựa vào cảnh ta gia này thường tạo nên cái quyền thiết cái lễ hội mà nó muốn có thức và ngay cả rất nhiều bài đấy có thể nói đến là chú Nguyên Mắn có ra ở cũng đạo không mà ta sao có được dừng như vậy thì những cái chứng cứ lịch sử những chứng cứ văn hóa để mà chúng ta có thể trao đổi thảo luận về cái vấn đề này. Sự hiện diện của quý vị hôm nay đều hết sức là để làm vinh hạnh cho hội đồng của chúng tôi và nghệ thuật tập của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng trong cái buổi tọa đàm này quý vị sẽ cùng các ý kiến đóng góp để cho làm sáng tỏ những cái khúc mắc của cái việc truyền thuyết này của lễ hội này và việc công nhận này để xem nó như thế nào. Và thứ hai nữa là chúng ta để xem xét đi tìm những cái giải pháp hợp lý nhất để mà có thể kiến nghị lên trên đối với cái việc công nhận cái di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia này, cái lễ hội cấp quốc gia này. Khi mà công nhận cái lễ hội cấp quốc gia này thì cái hình tượng của Hoàng đế Gia Long được chính thức hóa là con người như vậy, và thêm vào đó là bao nhiêu cái âm nhạc này rồi văn chương nghệ thuật này nó khai thác cái hình tượng này nó làm bối sống cả cái điều mà hiện nay thì giới sư học tiến bộ các muốn dần dần tạo lại những cái vị trí mà khách quan
cho cái vương triều Nguyễn và giá trị những cái đóng góp của từng vị hoàng đế một, ít nhất là ba vị hoàng đế đầu tiên Giang Long, Minh Mạng và Kỳ Kỳ có sự đóng góp vào những cái dấu ấn của lịch sử và văn hóa Việt Nam mình. Thì tọa đàm này tôi mong là rất được nghe nhiều ý kiến của các cái bậc thức giả, các người các nhà nghiên cứu mà chúng ta thấy có sự hiện diện hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho bà con người tập và hội đồng tập của chúng tôi vô cùng cảm ơn sự hiện diện quý vị và mong rằng sự công tác của cái ban nghiên cứu di sản văn hóa và lịch sử Vương Triều Nguyễn cùng với các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa và các bậc trí thức một ngày tốt đẹp hơn. Rất mong kính mong rằng là chúng ta giữ mãi sức khỏe để mà cùng đóng góp vào cái sự phát triển chung của văn hóa và lịch sử đất nước. Xin hẹn. Thưa tất cả quý vị, sau cái lời phát biểu mở đầu của chủ tịch một số tập đồng thời là chủ tịch đoàn, thì xin trân trọng mời phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Ba phát biểu cái đề dẫn của đoàn khoa học hôm nay. Xin trân trọng mời em. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các vị đại biểu, các nhà nghiên cứu, nhận cái lời mời của hội đồng trực tập do phó giáo sư tiến sĩ Bùi Nam làm chủ tịch, tôi xin trình bày cái đề dẫn. Cũng xin nói rằng là trong 15 cái tham luận gửi đến ban tổ chức hội thảo tọa đàm thì là tôi chỉ nhận được một số bài từ phó giáo sư Bùi Nam thôi. Cần đề dẫn và tổng kết thì sẽ không nói hết tất cả những cái tham luận và quy tắc chặt tại người đây, chỉ có ghi lại những cái sự kiện, những cái dấu ấn mà của Nguyễn Ánh ở Côn Đảo hay không, và vấn đề có liên quan đến bà Phi Yến qua một số bài mà do phó giáo sư cũng mang về đây, không phải tất cả các bài. Và tôi xin trình bày một chút. Tư liệu truyền miệng trong đó có truyền thuyết là một kênh thông tin cần tham khảo của các công trình sử học. Những thể loại tư liệu này có độ tin cậy thấp nhất so với các thể loại tư liệu khác. Muốn giám định tư liệu huyền miệng, không những phải dựa trên các gì bản mà phải được đối chứng với tư liệu thành văn, tư liệu khảo vật chất, trong đó có khảo cổ học, tư liệu phiên mạch, tư liệu ghi âm. Tọa đàm khoa học hôm nay mục đích để làm sáng tỏ câu ca dao gió đưa cây cải về trời, rau răm bở lại chịu lời đắng cay, xuất phát vào thời điểm nào và từ ở đâu. Có phải là câu này chỉ dành riêng cho Côn Đảo hay không? Từ câu ca dao trên đã dẫn đến một nhân vật mang tên là Thứ Phi Hoàng Phi Yến, vợ thứ của vua Gia Long sau này. Chuyện đấy có thật không? Cũng từ truyền thuyết này dẫn đến việc xây dựng ngôi miếu để tên là An Sơn Miếu ở Côn Đảo vào năm 1958, để rồi vào năm 2007 di tích An Sơn Miếu được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công nhận là di tích cấp tỉnh. Kết hợp giữa truyền thuyết bà Phi Yến, gần đây Trần Hữu Khỏe đã hình thành một ngày rộ của bà là ngày 18 tháng 10 âm lịch gắn với di tích An Sơn Miếu để năm 2022. Trong thông tư này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành quyết định 773 quy đề Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ngày 4/4/2022 công nhận di sản phi vật thể quốc gia. Nội dung của bia di tích An Sơn Miếu và lễ rộ bà Phi Yến còn liên quan đến Nguyễn Ánh sau này lên ngôi là vua Gia Lâm, vấn đề giới sử học và hội đồng Nguyễn Phương Tộc rất quan tâm. Về tính khoa học của các hồ sơ này mà căn nguyên của vấn đề là trong cuộc chiến tranh Tây Sơn với chúa Nguyễn vào cuối thế kỷ 18, Nguyễn Ánh có ra Côn Đảo không? Tòa đàm cần được làm sáng tỏ vấn đề này
nếu những yêu cầu khoa học này được giải đáp thỏa đáng bằng tư liệu lịch sử, thì vấn đề tên luận khoa học 80 năm qua về việc Nguyễn Ánh có ra quân đảo hay không, cũng như kết luận quyết định đối với các hồ sơ di tích, hồ sơ di sản phi vật thể mới thực sự có giá trị. Trước một vấn đề khoa học mang ý nghĩa bảo tồn và phát huy giá trị di tích, di sản tầm cỡ quốc gia, có nhiều nội dung cần được thảo luận. Hưởng ứng thư mời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phước Cũng Nam, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phước Tộc Việt Nam, đã có 15 tham luận của các tác giả ở trong nước gửi đến tham gia, chủ yếu là thành phố Huế, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh như là Sóc Trăng, Đồng Tháp. Các nội dung của tham luận tập trung vào ba vấn đề: a. Việc Nguyễn Ánh có ra quân đảo trong cuộc chiến năm 1783 hay không? Có 8 tham luận. Một, Nguyễn Xuân Hoa, cuộc tranh luận 80 năm trước trên tạp chí Tri Tân, Chúa Nguyện có ra quân đảo hay không? Hai, Nguyễn Thanh Lợi, tác giả thành phố Hồ Chí Minh, về sự kiện Nguyễn Ánh đến quân đảo năm 1783. Ba, Đỗ Ba, quân đảo không phải là nơi tránh trú của Nguyễn Ánh trong cuộc chiến với Tây Sơn vào cuối thế kỷ thứ 18. 4. Phước Lộc, Nguyễn Ánh có đến quân đảo không? 5. Nguyễn Đắc Xuân, năm 1783, Nguyễn Ánh chạy ra quân đảo không? 6. Lê Nguyện và ý kiến Chúa Nguyễn Ánh có ra quân đảo không? 7. Nguyễn Quang Trung Tiến, thập định địa danh Côn Lôn trong cả cuộc truy đuổi Chúa Nguyễn Ánh của quân Tây Sơn ở Vịnh Xiêm La vào tháng 8 năm 1783. 8. Nguyễn Phước Vinh Dụng, quá trình gian nan bôn tẩu của Thế Tổ giai đoạn 1777-1801 và những vấn đề cần nghiên cứu kỹ. Nội dung B, nội dung tiếp theo là truyền thuyết liên quan đến bà Lê Thị Trâm, Thứ Phi, Hoàng Phi Yến và Hoàng Tử Cại, tức là Hội An, và 5 tham luận. 1. Nguyễn Thanh Lợi, câu chuyện bà Phi Yến ở Côn Đảo. 2. Đinh Văn Hành, miếu bà ở Côn Đảo là thờ ai? 3. Nguyễn Gia Viện, xin đừng thêm bớt thêm thắt lịch sử. 4. Nguyễn Minh Thương, gió đưa cây cải về trời, cháu đang bỡ lại chịu lời đắng cay, nhìn từ thể loại văn học dân gian. Và 5. Nguyễn Thanh Lợi, truyền thuyết bà Phi Yến và sự gắn ghép lịch sử. Nội dung 4 là vấn đề bảo tồn phát huy di sản lễ dỗ bà Phi Yến và di tích An Thân Miếu và 2 tham luận. 1. Nguyễn Phước Cũng Nam, truyền thuyết thời huyền sử và thời cần hiện đại và việc công nhận chúng ở cấp độ di sản quốc gia. 2. Nguyễn Văn Đăng, lịch sử truyền thuyết bà Phi Yến và vấn đề đặt ra quanh việc công nhận lễ dỗ bà Phi Yến là di sản phi vật thể quốc gia. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa quý vị đại biểu và các tác giả, mục đích của tọa đàm là xác minh các sự kiện, các nhân vật, các chi tiết, nguồn gốc lễ hội để tôn vinh, phát huy đúng người, đúng việc, cũng như trả lại những giá trị chân thực nhất của lịch sử cho các sự kiện, các nhân vật lâu nay đã bị hàm oan. Do vậy, nội dung của tọa đàm là tập trung vào ba vấn đề như chúng tôi đã nêu, nhưng do thời gian có hạn, cho nên mỗi vấn đề ban điều hành đề nghị từ 1 đến 2 tác giả trình bày tham luận, còn chúng ta dành thời gian cho việc thảo luận trong buổi tọa đàm này. Và cụ thể là nội dung 1 thì 12 tác giả, đó là nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa và nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến. Nội dung 2 phần lớn các tác giả đang ở thành phố Hồ Chí Minh không về được, cho nên không mời đến trình bày tham luận được. Và nội dung 3 thì mời đầu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng, vấn đề bảo tồn và phát huy di sản. Thưa quý vị, trên tinh thần khoa học, ban điều hành tọa đàm mong muốn các nhà khoa học, quý đại biểu thẳng thắn trình bày tư liệu, trình bày luận điểm của mình để thảo luận
Nếu có vấn đề khác nhau thì cũng xin hết sức cầu thị lắng nghe để cuộc tọa đàm chúng ta có đạt được chân lý khoa học. Và xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, trong những cái tham luận vừa rồi tới ấy, là có đến bài bài nó liên quan đến là Chúa Nguyên Ánh có ra Công Đạo không, mà một cái bài mà xưa nhất là nó gắn với cái cùng tạp chí Phi Tân năm 1942, mà nhiều Xuân Hoa đã có công nhân, cũng Xuân Hoa đã có kỳ công để nghiên cứu, vì đây là có một Tôn Đức Nhân Kỳ đã khảo sát rất kỳ những cái tài liệu của thực dụng và những cái tài liệu của Pháp, và ngay cả những cái bản đồ để minh chứng. Cái người thứ hai mà có đóng góp mới mẻ mà đầu tiên, những cái năm đầu tiên 2000, đó là nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Xuân, một cái bài rất là hay, mà cũng dựa vào cái ống lấy bóng là một cái nhà nghiên cứu Pháp mà viết vừa được viết của một vua Gia Lâm. Còn hai cái bài hết sức hay, công phu, hết sức là công phu mà trong vòng 10 ngày thôi, đó là cái bài của nhà nghiên cứu Nguyễn Quán Trung Tiến, Thập Định Lại Thì Danh Công Đạo. Với đấy là nhà nghiên cứu đầu tiên về biển đảo mà cái khảo sát hết sức công phu, rất nhiều mặt. Còn cái bài nữa là về bài về Công Đạo mà của giáo hoàng Phạm Sư Đức Ba, hai bài này là hai bài hết sức công phu, nhìn dưới nhiều chiều cạnh, nhiều góc độ khác nhau. Còn ngoài ra thì có một cái bài mà mang cái tính cách ngoài Nguyễn Thanh Lời với Phước Lộc, tập trung vào đề tài này thì có một cái bài của nhà nghiên cứu Lê Nguyên. Thì bài này á, thì ông này ông lại có ý kiến ngược lại, ông cho rằng Chúa Nguyên Ánh vật ra Công Đạo và dựa trên thực lực, và ông chắc chắn là cái điều đó cũng là thực lực hai lần thay đổi nhau, và ông bất chấp tất cả mọi người đưa những cái chứng cứ như vậy, có một cái phát biểu như vậy. Rồi thì cái cùng đề tài này á, là nó là tạo ra một cái điều gọi là cái nền mà ông vững chắc cho cái giả thuyết nếu mà Chúa Nguyễn Ánh mà không có Công Đạo thì tự nhiên cái truyền thuyết Ba Phi Yến sụp đổ, vì khi đó không có người mà để mà gọi là đầy Ba Phi Yến vào trong núi giết con họ tự cả đó. Chỉ ngay như vậy mà tất cả các phần đông những cái ý kiến này bây giờ là những nhà nghiên cứu sử cả, có giáo sư cả tiến sĩ cả cái như nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến này, nghiên cứu có sử nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Xuân, tất cả ba ý kiến này đều tập trung vào đó. Cho nên hôm nay thì chúng tôi sẽ mời ý kiến của đầu tiên cũng nhất nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa sẽ phát biểu ngắn gọn, sau đó nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến cùng với cái cùng đề tài này thì có thể có sự phát biểu của nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Xuân và nhà nghiên cứu Nguyễn Ban để chúng ta đóng góp ý để cái kết luận cho nó khẳng định, và đồng thời là nếu mà chúng ta phản bác được cái quan điểm của nhà nghiên cứu Lê Nguyên thì chúng ta khẳng định được cái điều mà chúng ta chắc chắn là Chúa Nguyên Ánh không để Công Đạo, và như vậy là tất cả các truyền thuyết và ý xúc độ bằng những chứng cứ lịch sử hạ hoạ. Thì tôi xin mời nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa. Nhà nghiên cứu Xuân Hoa nguyên là giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch của Thừa Thiên Huế trong thời gian kỳ dài trong 10 năm, và người có rất uy tín trong giới học thuật nghiên cứu. Xin mời nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa. Tất cả các giảng viên, ban biên của tôi là đã được chính thức vị yếu từ 8/22 cho đến 8/23. Đây là một bài tôi đặt viện hình thức ở đây khoảng 22 lần cho người ta lúc vào cái sự kiện công nhận để lễ hội ra cái di sản đó vào phi vật thể. Và tôi rất mừng từ đó cái thái có rất nhiều bài viết xoay quanh chủ đề này, kể cả những bài trên mạng và những bài viết rất công phu của các nhà nghiên cứu. Có thể nói là gần như dư luận đã làm rõ, hay nói được hơn là đã bắt tranh cái sự vô lý của
truyền thuyết và phỉ báng của thầy Cô Đạo. Nhưng mà tất nhiên về vấn đề được tìm hiểu một cách thấu đáo có cơ sở để chúng ta có những cái kiến nghị thiết thực thì vẫn cần những cái nghiên cứu mang tính khoa học có hệ thống. 15 bài trong này tôi cho là đều đưa là những cái thông tin có thể nói là rất nhiều mặt khác nhau, nhưng mà nó làm rõ cái sự kiện chủ nhật ảnh về Cô Đạo bằng năm 1883 về việc công nhận lễ dỗ và tế diễn là cái lễ hội là một cái dạng di sản và phi vật thể, cũng như công nhận cái di tích Hán Sơn Miếu là di tích lịch sử cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì gần như chúng ta đều thấy là nó thập thiện của các tư liệu lịch sử, các tư liệu về văn hóa. Nhưng vì sao nó được hình thành? Thì tôi nghĩ là nó dựa đến ba cơ sở. Thứ nhất là một câu ca dao, người ta cũng nhắc lôi nhắc lại, gió đưa cái cải về trời, ráo rám ở lại tiểu lời đại ca. Người ta dựng lên một cái nhân vật tên là Lê Thị Trâm, người ta dựng lên một nhân vật là Hoàng Tử Cả, và gắn liền với cái mỹ hiệu là Hoàng Tử Yến, với cái ngôi miếu là Hán Sơn Miếu, để nó thành ra một cái truyền thuyết mà họ cũng gắn ghép đó là truyền thuyết nhân gian. Thì tôi thấy đó là cơ sở thứ nhất. Cái cơ sở thứ hai là họ căn cứ một tư liệu đã được ghép trong Đài Nam Thực Lục Chính Biên để nhắc kỹ, tức là một cái tư liệu hết sức quý của chính Quốc sự quản triều Nguyễn. Và cái thứ ba là một cái ngôi miếu thực tế nó đã tồn tại Cô Đạo, tức là Hán Sơn Miếu, tức là nó có một cái miếu Hán Sơn Miếu, nó có câu ca dao, nó đưa cái cải về trời, nó có một chi tiết là sự liều ra việc chết ra chỗ Nguyễn Hoàng khi bị cứng để xây dựng cửa là đã trải đến Cô Đạo, hình như là năm Quý Mão ở năm 1883. Cái mà những cái chi tiết này từ đó để hình thành đến một cái câu chuyện kể liên quan tới những cái ảnh đặt đai và phí của mình vào trong một cái hang động nó để đến mức nó phải vườn và tọt phải cứu sống, nếu không thì là chết. Rồi lý do đai và phí đó chỉ vì là cá ngang của người ảnh không cầu viện tới. Ok, lý do thứ hai là cái sự kiện này nó được biến thành một lễ hội, hiện nay nó đang vẫn tồn tại và Cô Đạo, và người ta đã tổ chức một cái hình thức lễ lệ có thể nói là khá phong phú đa dạng, từ lễ rước đến lễ cúng tế và gặp lại hàng năm được biến thành một sản phẩm du lịch phục vụ khách du khách. Và những cái tài liệu hướng dẫn về Cô Đạo thì đều hướng dẫn nó như là một sản phẩm du lịch độc đáo Cô Đạo, và chưa kể là nhân dân là thẩm trong một số bộ phận người dân ở Nam Bộ và biến thành truyền kể và biến thành câu kể nước. Nhưng mà nếu so với tất cả các tư liệu sự và tư liệu văn hóa thì chúng ta đều thấy cái khác biệt thứ nhất là dễ thấy nhất, đó là cái câu ca dao gõ đưa cái cải về trời, ráo rắm mà là chiều nơi đặng cai. Cái cải về rắm đó thì nó từ đó mà sinh ra Lê Thị Lắm và Hoàng Tử Cả. Thật ra đó là câu ca dao đã được phổ biến rất xưa, rất lâu. Các nhà nghiên cứu về văn hóa dân gian Việt Nam, người ta đã khẳng định đây là một câu ca dao được phổ biến trên toàn quốc. Có lẽ cái tài liệu mà viết sớm nhất là năm 1914 khi cụ Nguyễn Văn Mài, sau này là hàm thượng thư khi về hưu, có lẽ cụ Nguyễn Văn Mài thì chúng ta đều biết, khi cụ làm việc ở Thanh Hóa thì cụ đã viết cuốn Việt Nam phóng sự. Cụ đã chọn 100 câu ca dao có liên quan đến lịch sử của Việt Nam, cụ chỉ viết 100 câu đó thôi, và từ 100 câu ca dao có liên quan đến sự kiện lịch sử, cụ đã diễn giải sự kiện lịch sử đi liền với câu ca dao.
câu này đã được chủ nguyện phân bài và rõ là câu ca dao phổ biến ở miền Bắc và gắn với sự nghiệp đã thế của vũ lại, đó là sự, đó là lời than thở của bà Nguyễn Thị Tín là thị phi của vua Lê Chiêu Thống. Khi vua Lê Chiêu Thống cùng với bà Thái Hậu qua được cái tai, còn bà cũng qua được sống lê lết cực khổ ở Việt Nam, thì bà đã than thở là gió đưa cái cải về trời, rau răm ở làng trường lời làng cây. Thì về trời đó các cụ người phân bài để đi mình nói là Thái Hậu và vua đã về với thiên điều, tức là tiêu đình của nhà Thánh lúc bấy giờ. Thì điều đó chứng tỏ là câu ca dao này phổ biến rất sớm rồi, và từ đó vẫn chưa có một cái tư liệu nào mà nó liên quan đến vấn đề. Và cái chuyện mà lý giải từ cả từ rắm để đến có người đấy thì rắm hoàn toàn cả là một cái việc mà chúng ta thấy gần như nó là sự giản đơn. Từ cái việc đám phóng sự của người văn bài sau này, nhiều nhà nghiên cứu về văn học tiếng Giang Việt Nam cũng đã đưa câu ca dao này. Cái cơ sở thứ hai là kình liễu Ác Sơn. Thì tất cả chúng ta đều biết kình liễu Ác Sơn này theo tư liệu mà chính ngay vùng tàu công bố chấm thành là tư liệu lấy bạc, đó là nó được xây dựng năm 1958. Người xây dựng của nó là ông Nguyễn Kim Sáu. 1958 là thời điểm chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã thành lập tỉnh Côn Sơn, tức là cố đảm được thành lập tỉnh Côn Sơn. Và ông Nguyễn Kim Sáu này là trưởng ty ngân khổ của tỉnh Côn Sơn. Ông ta nói là ông đọc tư liệu lịch sử cố đảm, bây giờ chúng ta cũng đọc cái tư liệu lịch sử từ đâu. Và ông nói là ông cảm phục cái tấm lòng trung tín của bà Hoàng Thị Yến dưới đóng chữ kệ này, và ông lập một cái miếu trên cơ sở một cái miếu thơ bà trước đây đã bị hóa phế, và ông đặt tên cái miếu đó là Án Sơn Miếu. Thì cái Án Sơn Miếu là sáng tác của ông Nguyễn Kim Sáu năm 1958, và cái kinh phí xây dựng đó ông ta lấy từ ngân khổ của tỉnh Côn Sơn, vận động binh lính địa đạo, vận động thêm về cả quân dân đóng góp để xây dựng được. Tức là cơ sở thứ hai thì nó là sự kiện mới có năm 1958, nó không thể xem như là một cái dấu ấn trong truyền thuyết trong văn hóa dân gian. Cơ sở thứ ba đó là cả rất khó, đó là chúa Nguyễn Ánh, dựa trong tư liệu là chúa Nguyễn Ánh là người Côn Sơn, mà chính sự liều nhà Nguyễn đã giải. Vì vậy cách giải quyết theo tôi là cân nhắc các từng chi tiết. Cái thứ nhất là cái câu cái giáo thì chúng ta thấy nó là không hợp lý rồi. Cái hai là kiềm miếu. Cái kiềm miếu chúng ta đều thấy là hầu hết ở Đông Nam, nhất là vùng biển, thì làng nào, họ nào, thậm chí cả gia đình nữa, cũng có miếu thơ ba, có miếu thơ cầu, có miếu thơ cô. Ngay gia đình tôi phải có miếu cầu, miếu cô. Và cái hiện tượng mà miếu cầu, miếu cô là khá phổ biến, nhất là phổ biến. Thì cái hiện tượng đó có thể đó là khởi nguồn của cái việc từ miếu cầu đó người ta thơ cũng là miếu cầu cả. Miếu ba đó thì biến tướng thành miếu ba thì, tức là nó có phần nào đó từ gốc dân gian nhưng mà nó được cả cái cơ sở. Thì thứ ba là cái nhân vật mà được gọi là Hoàng Phi Yến. Thế đọc là sự nghiệp nhân nguyện, đặc biệt là Đài Nam Thực Lục để nhắc kỹ. Thế chúng ta thấy là từ khi còn Phú Quốc, cái đó còn bốn đầu ở tại Nam Kỳ, thì Nguyễn Ánh chỉ xứng là Nguyễn Hương. Và có hai người thân cận nhất về chủ nghĩa là hai người vợ là bà Tổng Thị Lan, sau này là thừa tướng Cao Hoàng Hậu. Khi bà Tổng Thị Lan cũng chỉ được phóng là Nguyên Phi, sự liệu có những tạm biệt là bà Nguyễn. Nguyễn Thị Lan lúc đó được phóng Nguyên Phi. Bà thứ hai là bà mẹ
của vua Minh Mạng là ba tên thì đã được phóng lần gì cái ngoài hai bà phế này không có bà nào được phóng lúc đó, tất cả các bà phế đều không có bà này được phóng Mỹ Từ. Vì vậy có một bà đã được phóng là Mỹ Từ là phế yết Mỹ Từ là phế yết và con được gọi là Hoàng phế yết, tức là bà Hoàng phế yết là việc có thể nói là không có trong cái lịch sử. Tư liệu lịch sử cũng không có những cái nhân vật như là Lê Thị Sám, Hoàng Phế Yến, Hoàng Tử Hội An, Hoàng Tử Cảm. Tất cả có thể nói là tư liệu triều nguyện rất phong phú, từ giá phà các định thực lục đều không có những nhân vật này. Những nhân vật này hoàn toàn là nhân vật không có. Thì một cái điều mà nhiều người đã nói, dù chúng ta có cách nhìn khác nhau về vua Gia Lâm, nhưng mà hầu như tất cả những tư liệu về sự học viết về vua Gia Lâm thì đều cho chúng ta thấy đây là một người có thể nói là tài kỹ, một người biết dùng người, một người chỉ hiểu về mẹ, một người rất có tình với vợ con. Bởi vì trước khi cha đi xiêm là ông còn chặt vàng chặt hái để tạo tổng thì lá một nửa, mình một nửa. Và một người mà có thể nói là rất thương binh lính, rất thương yêu tướng sĩ và được biết thuốc phục lòng dân. Một con người đã 43 mà mong khôi phục lại cơ đồ của gia họ mình, mà nếu trong lúc trốn chạy ra tới người đó trước mặt binh lính của mình mà tay vờ bỏ gọi vờ trong một hòn đảo xa ném con xuống gì rằng sáng hô để có chết trước mặt binh sĩ mình, người đó làm sao mà thu phục được nhân tâm, làm sao để người ta sống chết được mình, thật là chục lắm để dừng nhiệm. Thì cái tính chất đó, cái tính chất mà cái truyền thuyết đó kể ra với không phải tính cách của vua Gia Lâm là một gì hoàn cảnh lực cảnh của một người bốn tàu như người ta thì không thể để khá được. Còn cốn đạo thì chúng ta lại còn biết là bị người Pháp biến nó thành một cái nhà tù rất khắc nghiệt. Từ năm 1862 thì người Pháp đã di dân tất cả người dân cốn đạo đi vào đất nước, không ai được ở ngôi cốn đạo. Lúc đó ở đó như có ba làng, ở làng có ứng là Hội An, cái làng gì đó, ba làng đều đi vô đất liền. Như vậy từ 1862 thì đã không còn cư dân nữa. Thì cái cấm thức dân gian nó tồn tại tại đó là cấm thức dân gian được hình thành bởi những người lĩnh việt đạo, bởi những người tù mất tự do mà số phận rất nghiệt ngã. Họ trình lên nhiều chuyện, họ cầu cạnh lại cái án này, những người tù mà được cho ra ngoài mà đi tập dịch thì họ cũng là những cái số phận khắc nghiệt, những trước cái số phận khắc nghiệt đó thì tham nào miếu nào cầu đạo và tất cả những cái chuyện đó mà hình thành ra những cái chuyện của binh lính diệt đạo, của tù nhân ở tại đạo, nó khác xa về tâm thức dân gian của cư dân ở tại đạo. Cư dân này trở lại trong thời kỳ sau này, thời kỳ ứng hiền rồi đặc biệt là sau này là bao nhiêu năm. Nhưng mà chi tiết khó gỡ nhất là chi tiết quốc sự hóa triều Nguyễn, mà hai vị tổng tài cực kỳ có uy tín. Chúng ta biết là cuốn Đài Nam Thực Lục Chỉnh Biên để nhất kỳ là do Trướng Đăng Quế và Vũ Xuất Cảnh là hai vị tổng tài họ soạn năm 1848, tức là 28 năm sau khi vua Gia Lâm mất, và tập hợp tất cả tư liệu liên quan đến vua Gia Lâm chép lại về tương lai, tức là họ chép lại sau khi vua đã mất 28 năm. Và cái sự kiện họ chép năm Quý Mão 1783, tức là cách thời điểm họ chép là 65 năm trước. Cái sự kiện đó họ chép là trước đó 65 năm. Và họ chép cái thật đúng như vậy, tức là họ tôi sợ mất thời gian, họ chỉ việc là bị xe đổ thì dùng ảnh chạy đến cốt sân,
và Nguyễn Huệ đã biết được và đưa bên tới để mà truy bắt, và có một hiện tượng rất là kỳ diễn ra là có cái bão lớn và lắm đắm thuyền vào Tây Sơn. Nhờ vậy mà chú Ngân Ánh đã thoát thân. Lúc mà bị Tây Sơn đánh là chùa Phú Quốc rồi tài lên Côn Lôn, từ Côn Lôn chùa lại tài về lại Phú Quốc, nhưng mà không chịu chứ giảm lên Phú Quốc, chùa lại tài xa hơn được lên về tỉnh Sơn La, lên cái đảo là đảo Cổ Cốt, rồi từ Cổ Cốt thấy thăm dò là nhiệm vụ kia bay về. Cái sự kiện này cách đây 80 năm, tức là 1942, thì đến báo Tiến Tân họ có một số báo rất đặc biệt, đó là số 50, họ gọi là chuyến sang về Triều Gia Long. Nếu các anh các chị đọc số này sẽ thấy ra rất nhiều bài viết về Phú Gia Long, kể cả cái bài cũng rất có giá trị là Kính Thành Huệ thời Phú Gia Long. Và trong đó có cái bài viết là 10 sự kiện, 10 chuyện khí thương trong đời Phú Gia Long, và một bài viết là Tây Nam Lạc Mạc. Thì hai tác giả này đều có nhắc là sự kiện Phú Gia Long tại ra con đảo vì Tây Sơn đi bức và nhờ trần gió bảo nổi lên thuyền Tây Sơn học và Phú Gia Long chạy về. Thì sau bài bảo này thì Tống Thất Chiên Kỳ lúc này ông ta có sức trẻ, ông mới 27 tuổi, chưa bao giờ được bài bảo này. Thì ông viết một cái thư gửi Bảo Tiên Tân, và cái thứ của ông là được Bảo Tiên Tân sử dụng thành một bài bảo. Một bức thư phản ảnh của độc giả sau khi đọc thôi, nhưng mà ý Tân họ sử dụng bức thư này họ đưa thành một tiết mục, một tiết mục là sự học luận đàm một bức thư Huệ. Và bức thư này viết rất chặt chẽ, và có thể xem đó như một bài nghiên cứu về lịch sử nghiêm túc, thành ra Tý Tấn đã sử dụng và họ đăng lại cái bức thư này như bài viết về sự học. Trong bức thư này ông Tống Thất Chiên Kỳ chỉ nói kêu chỉ phân tích, thứ nhất là có thể chúa Ngư Ẩm không để Cô Sơn, không để Cô Lôn. Lý do vì sao là ông Tống Thất Chiên Kỳ phân tích từ Phú Quốc là ở phía Tây vượt quá Cà Mau, và Côn Sơn là ở phía Đông, cách xa, rất xa. Và từ phía Đông này là toàn bộ khu vực kiểm soát của Tây Sơn. Thì không lý do gì mà ông ở Phú Quốc bị truy đuổi mà ông lại chạy vô sao huyệt của Tây Sơn. Mà cho dù ông có cáo kiến hay được, tức là muốn thoát khỏi hồ thì chạy vào hát hồ, thì đường chạy đó cực kỳ khó. Đường chạy đó là theo các cái gì có thể là cực kỳ khó, và chạy như vậy mà không bị bắt là làm. Và thứ hai là khi mà thuyền tắm, thuyền của Tây Sơn tắm, ông tiếp tục chạy về tại ở vị Sơn La, thì Tây Sơn người ta còn đuổi theo nữa. Và lúc đó họ đã chiếm được Phú Quốc, ông không bị bắt là làm. Và ông Dương Kỳ đưa ra một giải thiết, tức là ở tại Phú Quốc, gần Phú Quốc có mặt một số hòn đảo, tháng nữa có hang, có hòn đảo Cốt Cốt, tức là chúng ta thấy ông là Cột Cốt, có hòn đảo là Cô Râm, và chúng ta phiến âm thành ra là Côn Lôn. Cái đó lại đúng là khi bị rượt đuổi tại Phú Quốc thì ông chạy qua Cô Râm, và Cô Râm thì là được phiên âm là Côn Lôn, còn Cô Cốt là được phiên âm là Cổ Cốt. Và ông còn đưa ra mấy cái tiếng liều thứ nhất của những người Pháp, trong bản thân tôi là cảm nhận là còn nói cái chuyện là người Việt Nam dùng chữ Côn Lôn một cách rất tùy tiện, cả gì mà đạp thì đều gọi là Côn Lôn, rất nhiều cái đạp đều được gọi là Côn Lôn. Và tại nhà người Pháp được đó là dùng cách
tùy tiện, cứ thể nào gọi là công lực. Và cái thứ hai là công ty chúng ta là chúng ta biết sự bằng chữ Hán, đã đọc bằng ấm Hán Việt, mà người Tàu bằng chính ấm Trung Quốc của họ cũng như ấm Hán Việt của chúng ta không có phần ever. Chữ cô răm thì chữ cô là cái ấm là cô, chữ răm thì không có cái ấm đó trong chữ Hán, tấm chữ Hán không có ấm R. Vì vậy mà châu rỉ chúng ta thì phải là châu lý. Phán răng thì trong sự liệu tương nguyện thì là phán răng. Phán rỉ trong tư liệu nhân nguyện thì là phán lý. Tức là cái răng đó được viết bằng chữ Hán là lục, côn lục. Và ông Cổ Thế Thương Tiền thì mến như vậy thì nói là Chúa Nguyễn Thánh có đi dựng đuổi và chạy từ Phú Quốc tới cái đạo gần đó là đạo Cô Răng. Và sau đó thì từ Cô Răng chạy đến Phú Quốc, từ Phú Quốc chạy Quốc đắm một phần với bản tỉnh chất hệ. Đó là sự tỉnh linh của ông Cổ Thế Thương Tiền. Sau ba điểm ông Cổ Thế Thương Tiền thì một nhà nghiên cứu lúc đó là khá nổi tiếng, dài dài trên bảo không đánh lắm lên cầu xuống, ông đã có viết một bài phạm bản tài của Cô Thế Thương Tiền. Ông chứng minh là thế này, tài liệu nhân nguyện có viết với đạo cô Lâm, chắc là chính là Cô Lâm, mình là Cô Lâm. Ông nói Cô Lâm là Cô Lâm vì nhân nguyện đã viết về cái đạo Cô Lâm. Và gần đó thì đúng là còn cái đạo nhỏ thì ông đưa ra một cái kiến giả có thể là nếu là Cô Lâm mà viết thành ra là Cô Lâm thì chưa chắc, mà nếu phải viết thì viết là Cô Lâm là một ít nhất. Ý thứ hai là ông nói là Nguyễn Ảnh không phải chạy theo đường biển từ phía Tây chạy về phía Đông trên đường xa, mà Nguyễn Ảnh chạy theo đường sông lạnh, có thể là chạy theo đường sông lạnh. Và để đường sông lạnh thì ông Lê Thọ Xuân là có mô tả chạy về Cần Thơ thế nào, đến Sông Đẹp ra sao chạy đây rồi đó. Và điều thứ ba mà ông Chính Minh ông cũng thích gì thì có đứa làm chi tiết hơn nữa là sự chúng ta sự trong nghiệp phật giáo là cuốn Tây Sơn vấy ba đưa thuyền ra vấy ba vòng quanh đảo Côn Lôn. Cánh cống tên gì còn cái đảo Côn Lôn á là rất rộng, nhưng chiều dài của nó 15 cái số, nhưng ngắn của nó là thì nơi rộng đất ra còn 9 cái số. Một cái đảo rộng như vậy mà thuyền Tây Sơn mà vấy được ba vòng như vậy có thể nào không? Thì ông Lê Tổ Xuân ông nói cái việc mà dùng cái từ gọi là vấy ba vòng thì là cách nói thầm xứng đó. Ý muốn nói là vấy ngặt nghèo là vấy rất nghiêm ngặt, không cách thì khỏi cách được. Đó là ông Lê Tổ Xuân bên vậy. Thì Tổ Thất Kiên Kỳ trước khi trả lời thì cái người mà đã viết về sự kiện này chúng ta bảo đầu tiên là ông Lâm Điền, người tiền thị trường. Ông là viết ngay một bài và ông đã đọc kỹ bài của Tổ Thất Kiên Kỳ rồi. Ông thầy Tôn Thất Kiên Kỳ được đúng và ông xem đó là lời chỉ dạy và ông xin chịu lỗi cái sự kiện mà ông nói là của thầy Tôn Thất Kiên Kỳ. Cái người viết đó họ thấy là Tôn Thất Kiên Kỳ được đúng. Tất nhiên sau đó mấy số sau thì ông Tôn Thất Kiên Kỳ tiếp tục việc ba để trả lời là một cô Lâm. Thì ông Tôn Thất Kiên Kỳ chỉ nói là mấy ý đó. Thì thứ nhất là nhà nguyện dùng chữ cố lốn để chỉ rất nhiều đạo thì cũng phải chỉ là cố đạo. Ông còn đưa ra chứng cứ là một hôm nào ở tầng Đinh Rava tức là gần Indonesia mà sự kiên nguyện cũng chạy là cố lốn, tức là chữ cố lốn dùng để gọi là Ula là biển, à là đạo biển. Thì thứ hai là ông có kiếm giới kỳ là thuyền trưởng ảnh mà đi ngôi biển đó, mà không bị bắt là rồi đi vô sân giặt đi theo cái lộ trình của ông Lê Thọ Xuân á thì đi theo kiểu đó họ bắt rất dễ, đi theo kiểu của ông Lê Thọ Xuân nữa đi vô sân giặt thì lại càng dễ bị bắt. Và cái thứ ba thì có cái gì nữa
không thể gọi là bấy ba vòng đi đi ta pháp, không thể nói là bấy ba vòng là cách nói cảm xúc, bởi vì xin chứng nguyện đã chép lại rằng là Tây Sơn với thành Diên Cảnh, Tây Sơn với thành Bình Định thì cũng không rõ là bấy ba vòng. Nếu quái đó là cách việc cảm xúc thì chính tác giả là cái việc hai vòng tay kia tại sao không dùng chữ bấy ba vòng. Vậy là bằng tâm tính thực sự kiện thật mà giáo đến những kể lại đặc sư quán tự nguyện 58 năm sau đã viết lại như vậy. Thì tóm lại mở ký tên là làm một sổ báo về Vũ Gia Lâm và đã gây ra một cuộc thắng đường là kéo dài hàng chục sổ báo, và nhiều nhà khoa học thời kỳ đó đã tham gia đánh lừa. Cuối cùng thì người ta đều chấp nhận ý kiến ý giải của ông Cốc Thiên Kỳ. Và có thể nói đây là một cái cơ chế rất đặc biệt, vì từ cái sự kiện này mà ông Cốc Thiên Kỳ trở thành một cái người nghiên cứu sự học và là cái bục thường xuyên cái bảo phi tân chịu bục chánh là mạng thành Diêm Kỳ. Và sau này ông ta trở thành một nhà sự học với cái tác phẩm là Việc Sự Được rất là giá trị. Thì tôi chỉ như thế giờ là tôi lợi dụng là tôi ở đâu cũng bị chạy ngã xin cả nhà chị tất cả. Xin mời anh Nguyễn Quang Đức Liễu tiếp tục là đề tài của anh. Nguyễn Quang Đức Liễu là người được khoa lịch sử của Đại học Khoa học và có rất nhiều công trình nghiên cứu về biển đảo nguyên nguyện và chậm lại kính đoàn của Trung Quốc kêu lên. Kính thưa quý vị cục tòa đàm, kính thưa tất cả quý vị cùng có mặt, anh Hoa vẫn còn lời thế, anh đã bỏ tôi thì thất thế, cho nên là tôi sẽ không bắt được theo anh Hoa mà sẽ bị can thiệp. Về lại tôi nghĩ là anh Nam thì rất chú đáo, trước khi mà chúng ta ngồi đây thì anh cũng đã gửi tài liệu cho rất nhiều người, cho nên là cầm cái này cũng đã đọc lại thôi, còn thực ra thì bài thì mọi người cũng đọc được nhiều lắm. Và nếu như mà người nào chưa được đọc thì tại vì các cũng có tăng thủ xét được, có thông tin quay lại cái phần báo cáo luôn gì. Và tôi chỉ nói đến đây, tức là thật ra tôi cũng được đặt hàng rất là đột xuất, cũng nhiều việc, nhưng mà về nghề anh Nam mà đồng thời cũng thấy rằng là ông đó có cái trách nhiệm của mình về mặt chuyên môn, cho nên cũng nhận lời. Cái câu chuyện mà chúng ta đã nghe anh Hoa nói rất là chi tiết, tôi chỉ nói là thế này, nó có ba cái việc mà chúng ta quan tâm. Thứ nhất ấy, là thực chất cái câu chuyện về cái An Sơn Miếu và cái bà Phỉ Yến thực hư thế nào cần phải làm rõ. Cái thứ hai là cái Côn Lôn, trong cái đàn năng tượng lục đề cập thì có phải là Côn Đảo hay không, mình phải làm rõ. Và cái thứ ba, nếu Côn Lôn đó không phải là Côn Đảo thì nó là ở đâu, nó là ba cái chuyện. Tuy nhiên để giải quyết ba cái chuyện này thì nó phải kết hợp liên ngành nhiều cái chuyên môn khác nhau. Tôi không phải là người chuyên về cái văn hóa văn nghệ dân gian, cho nên tôi lờ cái vấn đề thứ nhất đi. Tuy nhiên tôi sẽ đánh đổi vấn đề thứ nhất bằng cái câu chuyện thứ hai. Tôi chứng minh là Côn Lôn không phải là Côn Đảo, và xem như cái nền cái chỗ đỉnh của cái câu chuyện của cái An Sơn Miếu gắn liền của cái ba hoàng phi yến đấy là sẽ không có giá trị nữa khi Côn Lôn không phải là Côn Đảo. Câu chuyện liên quan tiếp, vậy không phải Côn Đảo thì là ở đâu, thì tôi không đủ thời giờ để tôi làm được cái chuyện thứ ba này, cho nên tôi sẽ làm sao. Thật ra câu chuyện này cũng không khó mà chỉ cần thời gian, bởi vì Đà Nẵng thực lục không phải là những người trực tiếp mà chỉ là hậu bối khi sau chùa lại cả cái câu chuyện, còn những người trực tiếp thì còn nhiều, trong đó các cái giáo sĩ ở các cái giáo đoàn truyền đạo, thứ tư của họ, tất cả những cái tín liệu của họ đều có hết, vấn đề chúng ta tìm ra hay chưa thôi. Tôi lơ mơ là nhận ra rồi, tôi còn nói với Nam cái này tôi sẽ tìm trong hồ sơ của cả cái giáo đoàn truyền đạo, tôi sẽ tìm ra ngay cái câu chuyện bởi vì liên quan đó là rất nhiều giáo sĩ đi cùng với người ảnh chứng là cái gì người ảnh. Vì vậy mà họ ở đâu, đó là cái chỗ như thế này, thì sẽ tìm ra cái Côn Lôn là ở đâu.
Nhưng mà câu chuyện về cái lễ hội này thì tôi cũng cần phải làm cái việc thứ ba tiếp trong vùng, đó sẽ là nó tương lai. Và tôi chỉ nhận được một cái mẫu chỗ thôi để tặng nộp cả hai cái chuyện, tức là cũng lâu không phải cũng nào. Và điều đó cũng đồng nghĩa là cái câu chuyện này hoàn toàn hư cấu. Tôi không bàn đến con, thật ra tôi nghe tôi mới đọc cái chuyện trước nó tôi thấy buồn cười rồi, nó hiện đại quá. Không ai ở thời thế kỷ 18 mới được gọi là Pháp hết, hoặc là Đài Tây, hoặc là Phủ Lạng Sa hay là không ai được gọi là Pháp. Cái thứ hai là nó vô lý, cái đoạn đó ông đã nghĩ đến cái chuyện là cầu viện phương Tây đâu, chưa cầu viện xiêm nữa mà sao được Tây, phải xiêm thất bại rồi lúc đó mình nghĩ đến Tây. Chứ mắc gì mà ở gần cái con xóm mà có thể là nước nhơ mà nó không đi cầu viện mà đi nhủ nữa mà. Lúc đó Pháp chẳng là gì trong cái, nói chung là trong cái giao, trong cái thị trường ở cái vùng Biển Đông này thì Pháp không hề hiện diện. Nó phải là Bồ Đào Nha, nó phải là Hà Lan, nó phải Tây Ban Nha. Đấy. Chứ còn cái ông Pháp là gần như là ông cố chấp, nói Pháp ngay biết hết. Chắc chắn tức là nói về cái Đài Tây hay là cái Phủ Lạng Sa đấy không ai biết hết. Trong cái quan hệ về mặt thương mại, thậm chí ở thế kỷ 19 mà người ta còn chưa lơ mơ về cái nước Pháp nữa. Thậm chí là cái câu chuyện đó là nó đã hiện đại hóa rồi. Tôi nghĩ là cái này thì cảm nhau ông hóa văn nghệ dân gian sẽ dạy mà tôi không dành cho phần đấy, nhưng mà tôi nói về mặt ngôn từ được sử dụng trong cái câu chuyện thì nó đã hiện đại hóa ở ít nhất là cái cụ thời kỳ tu cô đạo bắt đầu ngày nọ cũng vậy, còn với cái thành kiến về chủ nghĩa thì nó sẽ ra cái câu chuyện này. Còn cái câu chuyện mà tôi giải quyết thì tôi sẽ làm một cái tôi là dựa vào các cái tốt cả thôi, tôi dùng liên lạc để tôi giải quyết. Anh nhất ở đấy thì những cái người mà trẻ nhất chắc là cô thì như em nhỏ nhất thì cô không nói, nhưng mà mọi người ở đây thì dù không đi lính, chưa đi lính, chưa đánh nhau, ít nhất cũng trải qua một vài cuộc chiến tranh của chúng ta sống trong cái thời chiến được năm 75 cũng rất là nhiều. Thế vì cái khái niệm gọi là địch ta hay là đối phương với mình thì nó là mọi người đã nhận ra rồi, thì bằng cuộc sống nó là gì. Và nếu như phải cầm súng để đánh nhau thì ý thức đó càng cao nữa, tức là tôi đánh đối phương, nếu tôi thua trận tôi phải đối phương hoặc là tôi bỏ thầy, chắc chắn tôi phải tự mình cái hướng để tôi trả chứ phải chạy ảo được. Tôi có phải là người vô tri để chuyện là người chạy đài đi không, đúng không? Và thủ trưởng ảnh ngoài là cái người cầm đầu, thế thì bây giờ đối quân đối đi đâu? Và rõ ràng là cái tình thế của cái mặt trận ở thời điểm đó thì quân Tây Sơn càng ngập miền Đông, cả miền Tây, tấn công miền Tây, bỏ đất liền chạy ra biển, ra phủ quốc. Thế bây giờ nghĩ đến cái chuyện chạy ngược trở lại thì quý vị xem thêm một cuộc rất là cảm ơn ban tổ chức là in cái bản đồ nên nó rất là rõ cái cá nhân lắm quý vị xem. Thì tôi giả định cái cốt lõi là cốt đảo thì để mọi chuyện ra nó tạo ra một cái nghịch lý về mặt quân sự là thế cho chúng người chung vào cái vùng của đối phương kiện thoại. Đấy đâu phải tìm hiểm để mà nói chuyện, tức là như hôm nay Yến Hoa nói chui vào cái nơi khang khổ để mà tìm kiếm an toàn, đó là cá nhân thì được, cá nhân là vào đóng chui năm Yến như vậy thì mấy cái thoát đây cả một cái đào quân mà người ta còn nhiệm vụ nữa là phải chiến đấu tiếp tục nữa, không ai nghĩ tìm hiểm như kiểu tìm hiểm của cái dung đẻ ra đâu. Và chắc chắn rằng là người ta phải tìm để cái chuyện là cái phương án của cái đối đầu nhau khi thất bại cho mình phải đi ngược lại cái hướng tấn công của đối phương, đó là đương nhiên thôi. Mà đến cái bản đồ này mới nói cho chúng ta rõ cái hướng đi thế nào, lên bắc bờ, đông của bờ, phía nam và tây nam là quân Tây Sơn, và thì bây giờ trải đường nào, cái đường nó đã vạch sẵn thôi, nó chỉ còn là cái hướng tây bắc đi lên thôi để nó đi vào vùng Sơn La thôi. Và cho nên là chắc chắn về mặt quân sự người ta sẽ rất là buồn cười nếu như mà nói côn luôn là côn đảo, cứ cho một nhà quân sự bất kỳ nào có kiến thức sơ đẳng thôi là người ta thấy rằng là cái phân tích về một cái vị cầm đầu của lực lượng quốc đội đánh đối phương thua trận người lại chui đầu vào cái khu vực kiểm soát của đối phương thì rõ ràng là thiếu kiến thức về quân sự, cho nên mới là tiếp một cách rất là ngây ngô như vậy. Vì vậy mà cái đầu tiên tôi dựa vào là về cái phương diện quân sự thì nó phân tích tạm như vậy, cái cụ thể tôi đã ghi rõ bên trong. Cái thứ hai là tôi sử dụng một cái phương pháp mà vẫn giúp cái việc như địa lý, những cái kiểu về địa lý, và có đến vùng Mũi Cà Mau này một số lần rồi, có cái răng được biển. Thì quý vị thấy rằng là ngõ thì đơn giản mình để trên một đồ như vậy, nhưng thật ra khi mà mục sở thì mới thiết hại cái Mũi Cà Mau, bên thì nó lở, bên thì nó bồi sóng và hạ lưu ngầm ở dưới nó xoáy, có đi thuyền không thể đi gần được mà phải đi ra sát ngoài cái hồng khoai,
lúc đó là mới có thể là lặng mạch vượt qua được tiêu mũi Cà Mau chứ không phải đơn giản đâu. À, vì vậy mà đấy là cái thuyền mà thuyền lớn ngày nay mà thuyền máy đấy, còn mà thuyền ngày xưa mà kiểu một thuyền buồm một chút theo thôi, có đừng còn nói cái chuyện là men men theo bờ nữa, không vòng qua được mũi Cà Mau đâu. Cái chỗ đấy là cái chỗ nó tương tự như cái mũi Hảo Phòng, kinh hoàng lắm nhưng không phải đơn giản đâu. Hai cái chế độ nó hoàn toàn khác nhau, cả về thủy triều, cả về hải lưu, cả về gió, thì thay đổi như vậy nếu có chưa nói chuyện là cử linh nhá, có cử linh thì năm cái chuyện đã ba nữa. Nhưng mà ngay cái chuyện đó không thôi là đã thấy là gần như bất khả thi. Và tôi làm một cái chuyện đơn giản thêm, sử dụng cái hệ thống định vị GPS để có chấm một cái tọa độ bên bờ biển của cái cốt đảo, một cái tọa độ ở cái khu vực và một cái tọa độ ở cái cốt. Hai trong ba vị trí đó là đều đã được xác định là không bàn cãi nữa, khu vực và cổ cốt, đúng không? Còn cái cốt lô thì đang bàn cãi và tôi giả định nó là cốt đảo đi. Thế khi tôi chấm tọa độ xong đó, tôi đo cái đường biển cũng phải là đường, không phải là đường ngắn nhất nhé. Cái đường biển là đường thực tế, có nghĩa là phải tránh tất cả các cái bãi đá ngầm, các cái đảo, các cái vật biển ngoài trên con đường hàng hải đấy. Thì ở cái trang 55 tôi đã thể hiện rồi. Mọi người hay nói đến cái trường Phú Quốc đến cốt đảo nó xa. Theo tôi xa gì? Xa hơn và đáng ngại hơn mới là từ Phú Quốc mà đến cốt đảo. À, gấp rưỡi cơ mà. Mọi người hay ngại chuyện là từ Phú Quốc mà ra cốt đảo xa quá chắc. Mà quên mất một chuyện là còn ghế gỡ không nữa là từ cốt đảo mà quay trở lại cái cột cốt đúng như trong những cái liều của đảng được nói thì chẳng ghế gỡ hơn. Vì vậy mà mới hình dung các cái Phú Quốc và cốt đảo là đã thấy không ổn rồi, ổn gì bây giờ lại thêm một cái câu chuyện là từ cột cốt mà đến cốt đảo nữa. Nhưng về mặt hàng hải mà trong một thời gian rất ngắn như vậy với cái phương tiện tàu thuyền đơn sơ như vậy, rõ ràng là cái bất khả thi giữa hai cái vùng biển và hai cái chế độ hoàn toàn khác nhau. Nó rất là nó khác xa so với cái ngôi trên đất liền mà mình hình dung. Cái điều thứ ba mà tôi căn cứ vào là ngay cái tư liệu cái vùng biển, thật ra thì họ đã dẫn dắt chúng ta rồi. Và quý vị xem cái bản đồ ở cái trang 62, tôi không biết Côn Lôn đó là đâu, và vì vậy tôi phải dựa vào một cái tác giả cách đây trên trăm năm, đời ông Mây Bông. Thật ra những cái phần mà anh Hoa nói như những cái ông sau này tăng lượng lên rồi, thật là dựa vào ông này lên tới 100 năm ông phát hiện ra kiểu chi lý của cái đánh thực lực rồi nha. Và ông đưa ra cái đề nghị, cái kiến nghị, một là cái cô rong, tức là cái cô long đấy, cô long đấy, và hai nếu thông tin cái đảo nhỏ hơn nằm ở dưới như hai cái đảo nó gần nhau thôi, và cái vực của nó cách là 15 sải nữa, thì người thân mê thì gọi đấy là có rong sông lên, tức là một cái cục nó nằm trong cái bộ lắm mà chung, nhưng mà nó là cái đặc phù, mà nó là ở có cái nơi có cái cung cấp nguồn nước ngọt. Đó là một cái nơi mà cái ấn tượng mà từ Xiêm mà sau đó chạy ra chống đối ở Xiêm chạy ra và theo chủ Nguyễn cũng là từng động luôn ở đây. Thì nói cái chuyện tức là cái giả định là cái ý của mấy bông là đúng đấy, thế là cho tôi chọn một cái tọa độ ở trên cái nhóm đảo này gọi là đảo Cô Rong, gồm Cô Rong và Cô Rong Sa Lan. Thế thì đo tọa độ và đo cái cử ly thì ta sẽ vẽ ra được cái sơ đồ này. Và từ Phú Quốc đi đến cái Cô Rong đấy thì tôi không nhất thiết là phải xác định đó là Cô Rong, nhưng mà tôi nói chuyện là tư liệu kinh nghiệm rất là rõ là khi bị đánh ở Phú Quốc thì ra đảo Cô Rong. Ra có nghĩa là gì? Huế ra Sài Gòn, người ta chấp nhận lắm. Huế ra Đà Nẵng, người ta chấp nhận lắm. Huế ra cũng được. Nhưng mà Huế thì không thể ra Đà Nẵng. Định vị rất là rõ ràng, nó không thể ngọc phương diện với bên mặt. Đây là Đài Nam Thực Lục, nó là cơ quan của nhà nước, được thẩm định hàng ngoài, không thể tùy tiện mà nói. Ra đảo Côn Lôn, họ không dám đâu. Và ý họ cũng hề nói đến Côn Đảo. Và quý vị nhìn trên bản đồ sẽ thấy rằng là nếu giả định Mây Bông là đúng thì từ Phú Quốc đi ra vịnh, trong bờ đi ra biển, trong bờ thì đi ra đấy thôi. Còn chắc chắn là nếu như mà dưới bản đồ này mà để chỉ qua cái bốn đảo này thì an nói là đi ra được thì nó đi xuống, đi vòng qua một cái đường khác, vượt qua hai đường khác nhau, đi qua hay đi sang, không ai nói đi ra. Và đi ra thì tình cảnh này có nên khiến cho Mây Bông là củng cố cái giả thiết của mình. Cái thứ hai là khi mọi người hay nói chuyện là vây ba vòng có hay không, thì nó đâu phải chỉ một vế như vậy đâu, vây ba vòng, và khi chủ vượt vòng vây thì cũng vượt mấy lớp, mấy ra khỏi vòng vây, như vậy là hai lần chứ phải một lần trong cái tình tiết của cái sự liệu này. Và
đã nói thực lực rất là chuẩn để đầu ở đó họ của cô. Rồi nếu như mà từ cổng đảo mà tới cái cột cột này thì tôi đo bằng cái hệ thống định vị GPS nó đo đến 655 km thôi, há được. Làm thôi là từ bến xe ông chủ bây giờ mình chặt quãng đến đầu bến xe ba mà đến được, chứ không có từ cổng đảo mới đi đến cột cột mà đến đầu cột cột được, mà từ cái cổng đảo đó đến cột cột thì được. Đây, tại cho nên là cái bản đồ ở cái trang số 2 được quý vị thấy đó thì cũng chỉ là một cái giả định là cổng đảo là tôi luôn. À, chứ tôi không phải hoàn toàn tán đồng với ý kiến của quý ông. Tuy nhiên có thể rằng đó là một cái ý gợi mở rất là tốt, bởi vì là khi mình nhìn vào cái vị trí, cái hướng, cái tư lý, tất cả đều phù hợp với cái ta gọi là một cái hành trình chạy trốn và sau đó quay lại. Và khi rạm nổi với cái tư liệu của Tiêu Nguyệt, thật ra lúc đó cũng chỉ bị lặng cắn bởi cái con lông là con nào, con nghĩ cái con lông là con rong này. Thì nó mà truyền nó rất là đơn giản, đó nó cũng như thế, cả về mặt quân sự, cả về mặt hàng hải, cả về mặt sự liệu. À, do vậy mà tôi thấy rằng là nếu mình vẫn cứ gọi là có thể có một số người vẫn là cứ rất là bảo thủ tốn giáo phép khoán, nhưng mà bất chấp tất cả mọi cái thực tế để mà gọi là viễn vào cái chữ nghĩa trong cái sách thì nó không đáng chút nào cả, bởi vì đâu phải chỉ có sách là cái minh chứng, mà sách thì thường là thế nào có thể phân định tính xấu. Thì ông tìm đọc quá thử là sao có cái phân định tính của mấy ông mà trong cuộc sự quả nhiều khi mình hồi dịch không hết, thế nhiều khi là nó cũng sẽ bị nhầm như vậy. Thì mà cái công lôn thì là bản thân mấy ông cũng là chứng minh trong cái tài liệu tôi dẫn ra thì bị đọc thấy là hóa ra là mấy người Việt Nam mình mà khi viết phiên âm ấy, thì đã phiên âm rất nhiều ngoài cái Pulo Condor ra, thì một số cái loại hình đạo cũng được phiên âm là công lôn. Và hôm nay ông nói là mình phiên âm lúc tôn là bởi vì do cái chủ yếu là cái âm của tiếng Khmer hoặc là tiếng Malaysia hoặc là tiếng Indonesia, cho nên là khi mà chuyển qua cái âm Hán Việt và có mắc mở một số cái câu chuyện về cái âm trong cái cách sử dụng tiếng Hán để mà ghi âm, cho nên là nó sẽ dẫn đến cái sử dụng tổng đó. Thì cái phần chúng tôi nhắm vào để cái phân tích và giải quyết vấn đề thì tôi chỉ làm một vấn đề thôi. Tuy nhiên là với cái kết luận của tôi thì rõ ràng là không có cái chuyện công luôn là công đạo, điều đó cũng đồng nghĩa không thể có cái chuyện là người ảnh có mặt ở công đạo. Và cái câu chuyện liên quan đến cái miếu, cái An Sơn miếu và cái bà Hoàng Yến Phi Yến này ấy, là một cái câu chuyện hoàn toàn không dựa trên một cái sự thật về mặt lịch sử, mà đó là một cái hư cấu từ đâu đấy. Có cái chuyện hư cấu từ đâu thì có thể nó cũng có rất nhiều cái bộ cáo lên nhằm vào đấy để bộ xẻ. Thì cái phần tôi chỉ nhận được tháng đấy, tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.